Các anh chị, đây là con Kawamura Misu 5. Hôm nay thì anh trai ở Vân Đình qua ủng hộ đây. Cảm ơn anh trai. Chào anh nhé. Chào cả nhà nhá. Thì sau khi xem YouTube của đôi bài tư vấn thì anh có qua xem thực tế xe và có xem thực tế và chọn con Kawamura Misu 5. Đây, con Misu 5 này thì cấu hình nó khá ổn và giá tiền khá hợp lý. Con này là 8990. Thì con này được trang bị bộ đề số của Shimano Antut 3 đĩa 9 lít của Shimano chính hãng nhé. Cái này là xăng dầu Shimano MT200 luôn này. Đấy, thụt của nó cũng là thụt của hãng Santor XTC. Dòng thụt này thì đi rất là bền. Hãng này là của Đài Loan sản xuất. Nó không như một số dòng thụt không tên tuổi, nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Khung của thằng Misu 5 này là dây đi âm sườn, mà đặc biệt là khung không mới hàn, nhìn rất là đẹp. Con này nó sử dụng bô tăng 17 độ là hơi trúc xuống đi, giúp chúng ta lướt xe nó ngầu hơn, mà nó là khí động học sẽ là núp gió hơn. Đó. Con này là con đùi đĩa, cũng là đùi đĩa của Shimano chính hãng luôn này các anh chị. Đây là đùi đĩa này, gạt đĩa này, cù đề sau cũng là của Antut chính hãng, clip Shimano luôn. Duy nhất xích đặt này của bên khác thôi, còn lại là Shimano hết. Với giá tiền này có hình này thì nó là quá là ổn rồi các anh chị ạ. Đó. Thì một cái phân khúc mà xe mà dưới 10 triệu thì kiếm không tìm được mấy hãng mà có cấu hình đẹp như này. Lốp cũng là lốp của Kenda luôn nhé. Thì mấy cái thương hiệu như thương hiệu lớn mà chúng ta biết đến nhiều như cánh Gian trước thì không thể mua được nổi luôn. Gian bây giờ cái con XTC 720 của nó cũng hơn chục củ mà cấu hình vẫn còn thua xa con này. Đó, thì là cái này thì anh chị thích. Con này là hấp trước hấp sau đều là của Novatec nữa nhé, rất là ngon luôn. Đĩa là đĩa của Shimano luôn nhé. Khách thì đang chuẩn bị trèo về nên em sẽ bọc qua cho khách thì nó khỏi bị thêm chảy xước. Đó, con này là cả đĩa phanh của nó cũng đĩa của Shimano luôn các anh chị ạ. Hấp Novatec thì con này nói chung là một con xe ngon hay không ngon thì chỉ có bộ đề quyết định chính với bộ hấp. Bộ hấp thì nó là của Novatec rồi thì rất là bền, nên còn ngoài ra là sẽ chờ vào cái bộ đề thì toàn bộ của Shimano này các anh chị có thể yên tâm tuyệt đối về chất lượng. Cái này em có thể đứng ra làm bảo đảm cho anh chị luôn ấy. Thực ra là bọn em là dân sửa xe, cái gì bền không bền, cái gì ngon không ngon, bọn em bao giờ thì cũng phải xem xét những hãng xe nào đồ nó được thì mình làm. Các cái như này mình làm là mình có thể bảo đảm được khách hàng hết nhè luôn. Đó, xin cảm ơn các anh chị. Nếu các anh chị cần mua xe liên hệ trực tiếp vào lời bài.